Lời nói đầu tiên mình chào tất cả mọi người nha. Và hôm nay thì mình cũng có một số lời cảm ơn đến các bạn và tất cả mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ kênh của Huy Hùng Vlog, cũng như cả bà con cô bác, anh chị và tất cả các bạn đã ủng hộ cho mình và giúp mình được hơn 1.000 người để làm kênh. Nói chung là trong thời gian vừa qua 2 năm á, gần 2 năm á, thì cũng nhiều thăng trầm và khó khăn lắm. Cũng nhiều bạn là comment tích cực cũng có, tiêu cực cũng có, nhưng mình cũng cảm ơn tất cả mọi người đã có lời động viên và chia sẻ cho mình nha các bạn. Trên con đường mà làm YouTuber á, thì mình cũng không quan trọng lắm, chủ yếu là mình chỉ ưa thích và sau này mình có những khoảnh khắc đẹp ở trên YouTube thì nha các bạn. Còn về sau, lâu về dài thì chị cũng nhờ tất cả quý vị và các bạn ủng hộ kênh để cùng nhau phát triển. Và lời này nói của mình thì nói chung cũng không có văn hoa gì, chỉ có là những chân lời chân thật để quý vị và các bạn và các em cảm thấy ấm lòng hơn trong thời gian vừa qua. Nói chung là tại vì thời gian vừa qua thì dịch bệnh trên cả nước đều là ai cũng khó khăn, những hoàn cảnh rất là đặc biệt, nhiều người họ khó khăn, chồng chất khó khăn nha các bạn. Và đây là tình hình chung của cả nước nên mình thì cũng muốn giúp nhiều cái hoàn cảnh khó khăn, chứ mà mình không không có làm đăng lên đây được nha các bạn. Mình số sức mình tới đâu thì mình làm tới đó thôi, chứ mình không có thể là đăng lên cái mạng xã hội này được, nên các bạn cũng thông cảm. Mình thì cũng kênh của mình cũng mới thôi, cũng không có gì là đặc sắc hết, mà cũng mong quý vị và các bạn và bà con và các anh chị ủng hộ cho mình để mình tiếp thêm động lực, chủ yếu là động lực để mình có những khoảnh khắc đẹp, những lời nói nó cũng hay hơn, thú vị hơn cho các bạn và mọi người trải nghiệm những thời gian mà khó khăn hoặc là những vui buồn khác nhau. Nói chung là các bạn và cùng đồng hành với mình để mà phát triển, rồi trải qua những thăng trầm của cuộc sống, những khó khăn, chủ yếu là động lực nha các bạn. Cho mình thì nhiều khi cũng nhiều người thì comment nghe rất là buồn, mà mình đáp lại mình không có trải nghiệm và lên trên cái diễn đàn YouTube này được các bạn, tại vì nó cũng nó muôn màu muôn vẻ lắm, nên mình chỉ có những lời nói. Hôm nay tại do cũng ngày chủ nhật nên là mình cũng rỗi, cũng không làm gì nên mình chỉ có những lời nói và trải nghiệm lên trên câu chuyện này cùng quý vị và các bạn. Mong các bạn, quý vị và các bạn thông
ủng hộ và đồng hành cùng mình. Rồi cảm ơn tất cả các bạn.